Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày. Trong phiên sáng 15 tháng 5, tòa phúc thẩm tiến hành phần thủ tục kiểm tra căn cước và xét hỏi nội dung kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trước phiên tòa phúc thẩm diễn ra, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả của vụ án. Theo nội dung kháng cáo trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng nhiều bị cáo khác đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cựu Bộ trưởng Y tế bị tuyên phạt mức án sơ thẩm 18 năm tù về tội nhận hối lộ, số tiền 2,25 triệu đô la Mỹ. Tại phiên sơ thẩm, ông Nguyễn Thanh Long bị tuyên phạt 18 năm tù về nhận hối lộ, 2 triệu đô la Mỹ. Còn Phan Quốc Việt bị tuyên 29 năm tù về các hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, án sơ thẩm là 3 năm tù và Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương, án sơ thẩm là 5 năm tù, không kháng cáo. Bản án sơ thẩm xác định Phan Quốc Việt đã thông đồng với các bị cáo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và một số cá nhân liên quan biến tài sản của nhà nước kit test COVID-19 thành tài sản của công ty, nâng khống giá, vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ.